ấm hai, để ấm hai lòng bàn tay vào nhau. Đặt nhẹ vào mắt. Lần nữa chạm hai lòng bàn tay vào nhau. Đặt nhẹ vào mắt. Mở mắt hết hết mắt. Mở tay ra nhìn đôi tay. Mời cả lớp đứng lên. Hôm nay mình sẽ khởi động đứng. Hai chân mở rộng bằng vai. Vươn hai tay lên, đan tay hít sâu và nhón gót để căng lên. Để căng lên, nhón gót chân lên. Hạ xuống thở sầm. Lên hít sâu vào đan tay nhón gót lộn ngược bàn tay để căng lên. Thở ra hạ xuống. Hít sâu vào đan tay để căng lên giữ lại nào. Năm, bốn, nhóm gót lên, ba, hai, một, thở ra. Chính ơi, mất cái cam lên xíu, chính ơi, hạ xuống thở ra. Hai tay dang ngang, hít sâu vào, nghiêng người qua phải, thở ra, thả lỏng tay phải, kéo căng tay trái qua đầu. Lên, hít sâu vào, nghiêng người qua trái, thở ra, thả lỏng tay xuống, kéo căng tay qua đầu, xiết bụng và nhìn lên. Nhìn lên đừng có nhìn xuống. Lên hít sâu vào. Nghiêng phải thở ra rút rốn vào. Xích vào bụng thở ra. Lên hít sâu vào. Nghiêng thở ra. Xích vào bụng lại nghiêng thở ra. Hít sâu vào. Thở ra rút rốn. Xích bụng thả lỏng tay thở ra. Hít sâu vào. Thở ra, thả lỏng thở ra. Lần nữa nào, lên hít sâu vào. Nghiêng, xích cơ bụng lại, thở ra, rút rốn vào. Lật vai, xoay mặt nhìn lên. 5, 4, 3, 2, 1. Lên hít sâu vào. Thở ra, thả lỏng tay trái xuống như nào. Rồi, lật vai phải, xoay mặt nhìn lên. Nhấn vào hông này, căng hông bên kia. Rút rốn vào, xiết lại. 5, 4, 3, 2, 1. Lên hít sâu vào. Hai tay đan sau lưng. Hai tay đan sau lưng. Xoay người lại nào. Xoay người lại. Xoay người lại luôn, ý giống cô luôn. Rồi trường lưng tới. Thân song song với sàn. Rút rốn xích cái bụng thở ra. Thân song song với sàn. Bật tay cao lên. Bật tay cao lên. Thân mình vuông góc với hai chân trong. Nâng đầu lên trong. Nâng đầu lên. Nâng lên, hít sâu vào. Trường tới, xích cái bụng thở ra. Thân vuông góc với chân, bật tay cao lên, xích cái bụng lại, thở ra. Nâng lên, hít sâu vào. Trường tới, thở ra, rút vốn, xích cái bụng, bật tay lên, suy nghĩ vào khớp vai. Bật tay lên, suy nghĩ vào, thả lỏng thân, cảm nhận sau. Lên hít sâu vào. Lần nữa nào, trường lưng tới, xích cơ bụng thở ra, rút rốn lên, chắc cơ bụng lên, bật tay cao lên, suy nghĩ vào khớp vai, thả lỏng khớp vai, bật tay mở vai thêm ý rồi, bật tay cao lên nữa ý rồi, suy nghĩ vào khớp vai. Đúng rồi, 5, 4, 3, 2, 1. Lên hít sâu vào, thả lỏng tay thở ra. Mời xoay người lại. Xoay người lại, trụ chân phải hít sâu vào. Hai tay chống không. Nâng gối trái lên một góc vuông. Góc vuông. Nâng chân trái lên góc vuông rồi xoay tròn. Xoay tròn nào, rút rốn. Xích bụng chậm thôi. Cảm nhận thở ra. Cảm nhận sau, xích bụng lại thở. Lần nữa nào. Rồi xoay ngược lại. Xoay tròn. Xích bụng lại. Đứng vững vàng, chắc người, chỉ có chân phải, chỉ có chân trái mình xoay thôi. Lần nữa nào. Hạ xuống, thả lỏng ra. Đổi chân, hít vào. Nâng chân phải lên góc vuông. Rồi xoay từ trong xoay ra, thở ra.
xoay thả lỏng khớp háng ra, thả lỏng xoay biên độ rộng ra, hít thở sâu, xoay ngược lại, rút rốn, siết cơ bụng dưới lại, chắc cơ bụng dưới vô. Lần nữa nè, à xuống, thả lỏng ra, hít vào, xoay người trở lại, xoay người lại, nâng chân phải lên gối gồm, rồi đưa hai tay ôm đầu gối, nâng lên, cao lên, siết cơ bụng, thở sâm, vuốt căng mũi chân phải ra, đùi sát vào bụng ngực và đứng thẳng người lên, tập trung vào cảm nhận hít thở sâu. Hít vào, từ từ gấp cẳng chân ra phía sau và đưa hai tay ra sau nắm mũi bàn chân, đưa hai tay ra sau nắm mũi bàn chân, khép đùi lại rồi bật tay ra sau, khép hai đùi lại với nhau, bật tay ưỡn căng lồng ngực lên, siết cơ bụng, thở ra. Rồi hít vào, trường người tới và bung cao cẳng chân lên, tập trung vào, mắt nhìn vào một điểm, siết cơ bụng lại, thở ra. Chân trụ ở trung tính, đừng ưỡn đầu gối để bảo vệ khớp gối. Bật cao chân lên, buông căng tay lên, xích cơ bụng, thở ra rất tốt. Năm, tập trung vào, bốn, nâng đầu lên chút, trăm ơi, ba, hai, rất tốt, một, nâng lên, hít sâu vào, tập trung vào, tiếp tục nào, tiếp tục nào, nâng chân phải về phía trước, rồi trường lưng tới, hai tay nắm bàn chân phải, bụng ngực sát lên trên đùi, rồi từ từ duỗi chân ra, gập thân lên cái kẹp đứng đi nào, xích cơ bụng, thở ra. Năm, rút rốn, xích cơ bụng, thở ra. Bốn, ba, hai, một, hít vào, co gối hạ chân xuống, thở ra rất tốt, hít thở sâu, thoát tư thế, tập trung vào hơi thở, hít thở thật sâu vào. Rồi mời đổi chân, trụ chân phải, hít sâu vào, nâng chân trái lên gót vuông. Rồi hai tay đan lại tròng qua đầu gối trái, ôm gối lên sát vô bụng ngực, xích cơ bụng, thở ra, xích sau, thở ra, rút rốn, xuất cơ bụng, thở giữ. Năm, bốn, ba, thẳng người lên, hai, một, hít vào, gấp cẳng chân ra phía sau, hai tay nắm mũi bàn chân, đùi khép lại, rồi ưỡn ngực thẳng tay đi nào, bật cẳng chân, ưỡn ngực thẳng tay, xích cơ bụng, thở, hít vào, trương người tới, ưỡn căng lồng ngực, bung cẳng chân, kéo căng tay, xích cơ bụng, thở ra, tập trung vào, chân trụ hơi trùng nhẹ, ở trung tính, xích cơ bụng, thở, bật cao đầu gối lên. Năm, một, ba, mắt tập trung nhìn một điểm, hai, một, hít sâu và nâng người lên và nâng đầu gối chân trái về phía trước đi nào, trường người tới, bụng ngực sát lên trên đùi, hai tay nắm bàn chân, từ từ duỗi chân ra, trường tới, gập lên chân cái kẹp đứng, xiết cơ bụng, thở ra, trường lưng, dùng ý, dùng ý, ngất cam lên, ngất cam lên, Yến ơi, ngất cam lên, xiết cơ bụng, thở, bị rộ xíu sàn em, hít vào, từ từ co gối và hạ xuống, thở ra, thả lỏng tay chân đi nào, hít thở sâu, mắt khép lại, tập trung vào hơi thở, hít thở sâu vào, điều hòa hơi thở, hít thở sâu, điều hòa hơi thở lại, hít thở sâu. Rồi mời xoay mặt lại camera nào, hai chân mở rộng gấp đôi vai, hai chân mở rộng ra gấp đôi vai, hai tay dang ngang. Hít sâu vào, xoay cái tay phải ra sau, úp vào eo bên trái, rồi tay trái đặt lên vai phải, vặn người qua phải, thở ra, mở vai, vặn xoay, xích cơ bụng, thở ra, trở về, hít sâu vào, hai tay dang ngang, nghe kỹ đúng rồi, xoay tay trái ra sau, úp vào eo bên phải, úp vào eo bên phải, còn tay phải mình đặt lên vai trái, đặt lên vai luôn, đặt lên vai luôn ý, đặt bàn tay lên vai, đúng rồi, rồi xoay, thở ra, mở vai đi nào, vặn xoay, thở, vặn xoay, thở, xích cơ bụng, thở, trở về, hít sâu vào,
Xoay phải thở ra mở vai, xoay xuyết bụng thở. Trở về hít sâu vào, xoay thở ra mở vai, xoay xuyết cơ bụng lại thở ra. Trở về hít sâu vào, nghe kỹ nào, mở mũi chân phải ra, mở mũi chân phải, người mình vẫn thẳng về phía trước, hông mình vẫn thẳng về phía trước, hít sâu vào, nghiêng hông qua phải, thở ra, đừng chồm nha, không có chồm mọt xuống, mà là xoay cái hông phải lên, trụ nó lại cho nó mặt phẳng, à, mặt phẳng với vai với hông của mình, rồi dang căng cánh tay ra, nhìn theo tay trái, xích cái bụng thở ra, rút rốn vào, đúng rồi, rất tốt. Rất tốt, cái người mình nằm trên một mặt phẳng, đừng gập vai, đừng chồm người, rút rốn xích sâu thở lên, hít sâu vào, đóng mũi chân phải lại, mở mũi chân trái ra, rồi mở ra xong chỉnh người lại, đừng có xoay, không xoay vai qua, nghiêng hông xuống thở ra, tập trung cảm nhận, dùng ý nhấn hông này là căng hông kia, dùng ý nhấn và cảm nhận căng đi nào, siết cơ bụng thở 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 thở, nâng lên hít sâu vào, rồi đóng mũi chân trái và mở mũi chân phải ra, rồi chỉnh người lại không xoay theo, nghiêng hông xuống siết cơ bụng thở ra, nghiêng hông dang thẳng cánh tay, nhìn theo tay trái siết sâu thở ra, 5 4 3 2 một, nâng lên hít sâu vào. Bây giờ nè, mình mới xoay ngang người qua, xoay ngang người qua đó, trường lưng tới, hốt sát cơ bụng lại và chống tay trái ở bên ngoài bàn chân, chống tay trái ra bên ngoài bàn chân, gập chéo xuống à, chính rồi, chống cái tay kia xuống em, chống cái bàn tay kia xuống, chống tay trái xuống ít, chính em đang chống tay phải, đúng rồi, mở tay phải lên thở ra, ép vai vào, rút rốn xích cơ bụng thở, đúng rồi, chữ thập á, nâng lên hít sâu vào, rồi đóng mũi chân phải và mở mũi chân trái ra, xoay cái hông lên, giờ mình nghiêng trước, nghiêng hông xích cơ bụng thở ra, phải phân biệt được lúc nghiêng là như thế nào, là cơ thể mình ra sao, lúc gập là ra sao, dang căng tay ra đi nào, xiết cơ bụng thở, xiết sâu, đúng rồi, tư thế tam giác, xiết cơ bụng thở lên, hít sâu vào, rồi đây tư thế chữ thập đây, mở mũi chân trái ra đi Yến ơi, mở chân rộng ra nữa Yến, chân rộng ra, rồi xoay ngang người qua, trường lưng tới, đừng có cong lưng gồng dày, mình trường dài, xiết cơ bụng và chống tay phải qua bên ngoài bàn chân trái, ép vào, xiết cơ bụng thở ra, dang thẳng cánh tay lên, nhìn theo tay trái thở ra, gập chéo người lại tam giác, giữ hít thở sâu, rất tốt, ép vai vào, nâng lên hít sâu vào, đóng mũi chân trái lại đi nào, trường người tới, thân song song với sàn, siết cơ bụng thở ra, dang tay ra, trường lưng, đầu lưng mông thẳng hàng, song song với sàn, siết cơ bụng lên, thở xí sâu thở, đúng rồi, rất tốt, mắt nhìn xuống, đừng buông đầu mà duỗi ra cột sống thẳng ra, nâng lên hít sâu vào, đan hai bàn tay ở sau lưng, đan hai bàn tay lại, rồi chì tay ưỡn ngực, mở vai vuông cầm lên, hít sâu vào, trường người tới, thở ra, trường tới, bật tay cao lên, buông lỏng cổ, trút đầu xuống và bật tay lên, thở ra, bật căng lên, xí sâu, thở ra, 5, 4, thả lỏng cổ, trút đầu, 3, 2, 1, nâng người lên, hít sâu vào, thả lỏng tay và thu chân về, thở ra, hít thở sâu, điều hòa hơi thở lại, hít sâu, thở chậm, rồi mời cả lớp xoay lại và đứng cách đầu thảm 2 tấc,
đứng cách đầu thảm 2 tấc. Chân khép, vươn hai tay lên, hít sâu vào, kéo căng tay vai, ưỡn căng lồng ngực, vươn cầm lên, cái lao thở ra, siết mông đùi bụng lại, đẩy nhẹ hông về phía trước ít, đẩy nhẹ hông, đúng rồi, vừa thời, lên, hít sâu, trường người tới, gập xuống con cò, thở ra, thả lỏng cổ, buông đầu, siết cơ bụng thở ra, đẩy đỉnh mông lên trần nhà, kéo dài lưng xuống, đúng rồi, trút đỉnh đầu xuống, ép sau, thở ra. Ngẩng cổ, duỗi căng lưng ra, hít sâu vào. Tay vẫn chống với sàn nghỉ ngơi. Các cái ngón tay vẫn chạm sàn, nhón bàn tay lên, ngẩng cổ ra, chính rồi. Ngẩng cổ, duỗi lưng ra. Rồi chung gối và chống hai bàn tay song song, ngang hàng với hai bàn chân. À, nhìn cô một cái nè, Yến, Yến, Trâm, ép cái mông xuống, ép cái mông xuống, ép mông xuống Yến. Ép mông xuống nữa. Rồi nhìn cô nè, siết cơ bụng. Chân ra sau, tấm ván thấp, thở ra. Siết cơ bụng lại, bật chân ra sau. Trương lên, chó ngẩng mặt, hít sâu vào. Nâng lên, chó úp mặt, thở ra. Rút rốn, siết cơ bụng, bám chặt tay, ép thở ra. Nhón gót co gói. Lên chiếc ghế nè, nhìn cô trước nè. Nè, nhìn nè. Khi cô chùng gói nhón gót đùi sát vào bụng ngực, rồi mắt nhìn về đầu thảm, xếp cơ bụng lại thở nè. Nhẹ nhàng lên, lên chiếc ghế, hai chân lên, vươn tay lên, rút rốn, xếp cơ bụng, bật hai chân lên Yến. Bật hai chân lên, đúng rồi, lên chiếc ghế, vươn tay lên, rút rốn, xếp cơ bụng thở ra. Nâng lên, hít sâu vào. Kéo căng tay vai, ưỡn ngực lên, siết mông đùi bụng ngã ra sau, thở ra. Ngã vừa sức mình, siết mông đùi bụng bảo vệ thắt lưng, đúng rồi, rất tốt. Nâng lên, hít sâu vào. Trương người tới, khớp bụng thở ra. Siết sâu vào, trương dài lưng, ép siết cơ bụng thở, ép siết sâu thở. Ngẩng cổ, duỗi căng lưng, hít sâu vào, nhón bàn tay lên. Nhón bàn tay, rồi cô hô chung đầu gối, chống hai bàn tay ngang hàng với hai bàn chân. Xích cơ bụng lại thở ra. Trâm và Yến phải ép mông thấp xuống mới bật chân ra sau được. Đúng rồi, xích cơ bụng lại bật chân ra sau, tấm ván thấp. Xích cơ bụng bật nhẹ nhàng ra, vào tấm ván thấp luôn. Trương lên, chó ngẩng mặt, hít sâu vào. Chó ngẩng mặt là chống chân, cái hông không có chạm sàn, nâng hông lên khỏi sàn. Đúng rồi. Rồi đẩy cao hông lên, chó úp mặt thở ra. Rút rốn, siết bụng, ép người xuống thở ra. Ép xuống, siết bụng thở ra. Hít vào, bật cao chân phải lên. Cúi xuống, mắt nhìn xuống bàn chân trái, bật cao chân phải, siết bụng thở. Đẩy tới nhẹ nhàng bước chân phải lên, bằng hai tay hít sâu vào. Hạ đầu gối trái xuống, rồi nâng người lên, vươn tay mình vẫn thả lỏng hai bên đi nào, thả lỏng hai bên nè, ưỡn ngực tới, rồi ngã ra sau thở ra. Nè, nếu như mình có hai viên gạch nè, mình có hai viên gạch, cầm hai viên gạch nè. À, nếu như nó tới thì mình cầm cho nó ngã cái viên gạch nằm xuống nè, đó. Rồi nè, hai tay mình di chuyển viên gạch ra phía sau, nhấn hông, di chuyển viên gạch ra sau nữa, di chuyển ra sau, nhấn hông, hạ đùi, ưỡn ngực, vuông cầm lên, thở ra. À, vuông cầm lên, ưỡn ngực nữa, ngã nhớ vào lưng giữa, lưng trên, không ngã vô thắt lưng, bằng cách siết mông, siết đùi, siết cơ bụng lại, bảo vệ cái thắt lưng sẽ không có đau lưng. Nâng lên, hít sâu vào, chống hai tay ngang hàng với lại bàn chân. Rồi thẳng gối trước nè, thẳng gối phải, thẳng gối ra. Đúng rồi, đẩy căng hông. Rồi trường lưng tới, gập lên chân phải, thở ra. Trường dài, ép sau, siết cơ bụng thở ra. Lưng bị gù rồi, lưng bị gù ba đứa luôn, trường lưng ra, siết cơ bụng, trường 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 duỗi cổ, cho bụng ngực chạm chân, trán mũi chạm chân,
Chấn gối xuống, hít sâu vào, rồi lại nhấn hông và lùi tay ưỡn ngực ngã ra sau, thở ra. Ngã ra sau, thở, ưỡn ngực, ngã, thở, ưỡn ngực, ngã, thở, lùi tay ra sau nữa nè. Lùi tay xa cái thân mình để kéo vai đúng là trầm. Lùi nữa đi yến đi chính. Lùi tay nâng lên, hít sâu vào, giơ tay về ngang hàng với bàn chân, rồi đạp chân thẳng gối, trường lưng tới, xích cơ bụng, thở ra. Tập cảm nhận sâu từ bên trong cơ thể mình, cảm nhận lắng nghe cơ thể mình đi nào, kết hợp hơi thở và thân tâm và khí kết hợp hòa quyện vào nhau. Lần nữa nào, hít sâu vào, tấn gối xuống, nhấn hông xuống, rồi lùi tay ra sau, thở ra. Hai viên gạch của Yến đâu? Hai viên gạch em cầm hai bên, em lướt tới lướt lui nó sẽ hiệu quả hơn. Đúng rồi, ưỡn ngực lên, ưỡn ngực, đúng rồi, dời tay xa ra nữa Yến, càng xa chừng nào em mở được lưng trên, ngã vào lưng giữa, lưng trên càng tốt. Vươn cầm lên Yến, vươn lên căng cứng họng, đúng rồi, nâng lên, hít sâu vào. Rồi hai tay chống đó đẩy lùi hông, trường lưng, siết cơ bụng, thở 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 thở, cảm nhận căng gân kheo. Mỗi lần mình thở ra, mình thả mềm cơ thể ra, mình ép nó xuống, mình duỗi nó ra thêm. 5 4 3 2 1, hít sâu vào, rồi tấn gối chống tay và nâng đầu gối trái lên nè, nâng đầu gối trái, rút chân phải về và đặt ngay phía sau bàn chân trái và lật tay phải lên, xích cơ bụng, thở ra. Lật lên, đẩy căng hông lên, xích cơ bụng, thở ra, rút rỗ vào, đúng rồi, siết chắc cái hông mình lại, chắc thêm, thẳng người nghe chăm, người cong cong, người phải thẳng nằm trên mặt phẳng, chống tay phải xuống, hít sâu vào, nâng hông lên, chớ úp mặt, rút rỗ, siết cơ bụng, thở ra. Hít thở sâu vào, điều hòa hơi thở đi nào. Hít thở sâu, điều hòa hơi thở lại. Chân trái ra sau bật cao lên, hít sâu vào. Đạp gót chân phải, mắt nhìn xuống chân, siết cơ bụng lại, thở ra. Đẩy tới nhẹ nhàng, bước chân trái lên bằng hai tay, hít sâu. Đặt vào bên trong mắt luôn nha Yến. Mình nhón cái bàn tay khi em bước lên, em nhón cái bàn tay trái lên, cái nhẹ nhàng chứ đừng có bước mạnh vậy. Kiểm soát bằng cơ bụng, bằng hơi thở. Hạ đầu gối phải xuống, hạ đầu gối phải xuống. Em lùi cái chân phải xích ra sau chút, nó sẽ hạ vô khúc hông háng thêm. Đúng rồi, vẫn chống mũi chân phải lên luôn, chống cái mũi bàn chân phải lên. Đúng rồi, hạ đầu gối nhưng chống mũi chân. Rồi hai tay cầm viên gạch, ngã ra sau, thở ra. Hai tay cầm hai bên viên gạch nè, lướt tay, đúng rồi, đúng rồi, giờ cô thấy nó vào lưng giữa nhiều rồi đó. Rồi nó vào khớp háng đùi phải nhiều rồi. Hít thở, hít thở, vươn cầm lên, hít thở, siết mông đùi bụng lại là thắt lưng của mình được an toàn. Lên, hít sâu vào, đặt hai viên gạch lên ngang hàng bàn chân, rồi đạp thẳng gối và trường lưng tới, xích cơ bụng, thở ra. Trường lưng tới, xích cơ bụng, thở nè, chân cô thẳng nè, chân cô thẳng đó, đùi sau của mình góc vuông, không đừng có lùi nhiều, lùi nhiều là nó sai tư thế, đùi sau góc vuông á. Đúng rồi, đúng rồi, trường lưng, xiết bụng, thở, ép căng gân kheo, ép căng lưng, duỗi cổ, xiết sau, thở. Tấn gối xuống, hít sâu vào, tấn gối ép hông, mình cứ nhẹ nhàng lên xuống mở khớp, lùi hai tay về, ngã ra sau, thở ra, cầm gạch lùi tay xa cái lưng mình chừng nào là vai mình được kéo ra sau chừng ấy, được ngã vào lưng giữa chừng ấy, tấn gối xuống trăm rồi lùi, ngã thở, đúng rồi, rất tốt, ngã thở, vươn cầm lên, ưỡn ngực lên nữa chính, lưng trên của em bị gù cho nên cố gắng ngã vào lưng trên. Lên, hít sâu vào,
Rồi, đạp chân thẳng gối trước, lại căng gân kheo đi nào. Tập cho chân mình được thẳng. Hớp chân dòng kiềng, chân thẳng chắc thon. Thở ra ép xuống, siết cái bụng thở ra. Ép xuống, siết sâu, thở ra. Lần nữa nào, hít sâu vào tấm gối, ép hông. Rồi, lui tay, xiết cơ bụng thở ra nhấn hông, lùi tay xiết sau, xiết mông, xiết đùi, xiết bụng, ưỡn ngực, vươn cằm ngã thở. Đúng rồi, chỉnh lần này tốt nữa. Hạ cái hông háng xuống, nhấn cái hông háng xuống. Đúng rồi, nhấn xuống thêm. 5, 4, 3, 2, 1. Lên, hít sâu vào, chống tay. Rồi thẳng gối và trường người tới gập lên, thở ra. Trường lưng siết bụng ép sâu, thở ra. 5. Mình dùng ý những tư thế đa số yoga là tập hết 70-80% dùng ý rồi. Còn dùng lực rất là ít, cho nên là mình tập quen dần dùng ý kết hợp hơi thở, cảm nhận sâu, lắng nghe cơ thể mình. 2. Một, hít sâu vào tấm gối xuống. Rồi chống hai tay, chống hai tay xuống. Ở nâng đầu gối phải lên, rút chân trái và đặt ngay phía sau chân phải. Lật tay trái, siết căng hông và vươn tay trái lên, thở ra. Từ bàn tay này tới bàn tay kia đường thẳng, rút rốn siết sau lại, thở ra. Chống tay xuống, hít sâu vào, để cao hông lên chớ úp mặt, thở ra. Ép người, chóp mặt đừng có đi chân quá gần yếm, lui ra sau nửa bàn chân đi yếm. Đúng rồi, lui ra là em sẽ thấy khác nè. Em sẽ thấy có độ căng của vai, của lưng, của gân kheo. Còn tay chân bước lại gần quá là mất đi cái độ căng rồi. Mà mình yoga là mình đang kéo căng, kéo giãn người ra cho khí huyết lưu thông. Ở tư thế chó mặt khi cô hô đi bộ tại chỗ nè, cả lớp nhìn nè, đi bộ tại chỗ là vậy đó. Nhóm gót chân phải là đùi phải sát bụng ngực, đạp gót chân phải là đùi trái sát bụng ngực và nhóm gót chân trái nè. Cứ nhịp nhàng đi bộ tại chỗ ở chỗ này, nghỉ mệt và hít thở sâu. À, co đầu gối sao cho đùi sát vô bụng luôn, đẩy cao cái đỉnh mông lên trần nhà và hít thở đều. Siết cơ bụng lại, hít thở đều. Siết cơ bụng, hít thở đều. Khi nghỉ mệt, giữa một chuỗi tập của mình là thường sẽ đi bộ tại chỗ như là ở tư thế này. Nhón gót co gối, hai đùi mình sát vào bụng nè, để cao đỉnh mông lên. Nhón gót, nghe kỹ, nhón, đúng rồi. Co gối, hai đầu gối lên yếm. À, chính. Hai đầu gối luôn chính ơi, nhón hai gót chân, hai đầu gối chùng, hai đầu gối chùng lại, ép đùi sát vô bụng, ép vai, ép lưng xuống. Đúng rồi, rồi ngoái cổ nhìn cô, cánh đi nào, siết cơ bụng lại và nhìn cô nè, nhẹ nhàng. Cô lên bằng mỗi bàn chân, lên chiếc ghế, siết cơ bụng thở ra. Lực xuống gót chân, lui cái mông ra phía sau, lực dồn xuống gót chân. 10 ngón chân dẫn nó lên, cảm nhận lực dồn xuống gót chân. Cô nhắc ở đâu suy nghĩ vào, kiểm soát mình ở đó, rút rốn lên thắt lưng, cụp xương cột xuống. Rốn tốt, hít thở đi nào. 5, 4, không nghe đau gì khớp gối hết. 3, siết mông, siết đùi, siết bụng. 2, 1, từ từ ép xuống, ép mông xuống, ép mông xuống, ép mông ngồi xuống gót chân. Rồi đặt mông xuống và đưa hai tay mình nắm hai ngón chân cái, đặt mông ngồi xuống sàn luôn. Đúng rồi, hai tay nắm hai ngón chân cái, hít sâu vào, nâng chân lên, nâng chân lên, rồi duỗi chân lên, siết cơ bụng lại, thở ra. Duỗi lên, siết sâu, thở. Duỗi lên, siết cơ bụng, thở. Thẳng lưng lên, xíu nữa đi nào. Rồi tách hai chân ra, chữ V đi nào, tách ra, tách ra, tách ra, thẳng lưng lên, thẳng cổ lên, siết cơ bụng. Lúc này muốn giữ thăng bằng, dùng ý cao độ vào, siết chắc cơ bụng lại, thẳng lưng, thẳng cổ, rút rốn, siết cơ bụng giữ. Bắt đầu thụng lưng rồi, yếm, nằm.
4, thẳng lưng lên nữa nào. 3, 2, 1, hít vào, khép chân vào. Rồi, vô cơ bụng hết đó, đang tập cơ bụng đó. Rồi, co đầu gối lại nè, co hai gối, buông hai tay ra đi, buông hai tay. Rồi, co gối, cẳng chân, gối vuông, hai tay song song. Xích cơ bụng thở ra, xích sâu thở ra, gồng cơ bụng không gồng cột sống. Ai bị gồng cột sống nghe đau là khó tư thế, rồi tập trở lại vô thế lại. Rút rút, xích cơ bụng giữ. Tốt nữa, được nữa, dưới chân thẳng gối, dưới chân vuốt căng mũi chân lên, thẳng gối tay song song, xiết cơ bụng lên, xiết sâu, rút rốn, rất tốt, xiết sâu, rút rốn, xiết sâu, 5, 4, 3, 2, 1 nè, từ từ, xiết cơ bụng lại và hạ đầu, hạ chân xuống, gần tới sàn, khép cả người lại, tay mình ấn vô bụng thử xem nào, ấn vô bụng có lúng không? Lúng là mình chưa siết đúng, chưa siết cơ đúng. Chống, ấn tay vô bụng đi. Nè, ấn đúng á là không lúng, tay mình sẽ không bị lúng vô. Lên. Lên nào. Siết cơ bụng lại, lên. Đúng rồi, trở xuống. Hít vào, xuống nào. Lên, thở ra, cố lên. Chắc cơ lõi lại. Hít sâu, bữa đầu mà dập yếm quá luôn. Lên, thở ra, cố lên yến hơi, bắt mở yến hơi. Hít sâu, xuống. Lên, thở ra, hai bạn này level không bằng em đó. Nhưng mà do em chưa 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 quen. Đó, hít sâu, xuống. Bốn lên, thở, hai bạn này mới tin đó. Hít sâu, xuống. Lên, xích cái bụng thở. Rồi xuống, nằm xuống luôn, thả lỏng ra. Tay trái đặt lên bụng, tay phải đặt lên trên, xoay tròn theo chiều kim đồng hồ, hít thở sâu vào, nhu động đường ruột, chống táo bón, đào thải độc tố ra bên ngoài. Mình tập yoga đào thải độc tố qua mồ hôi, qua tiếng mồ hôi, nước tiểu và đào thải qua đường đại tiện của mình nữa. Cho nên mình tập á là mồ hôi mình á nó ra nó nặng mùi hơn bình thường, rồi á mình đi vệ sinh rồi mình để ý nó cũng sẽ đào thải độc tố nó nặng mùi hơn. Sáng mà uống ly nước chanh mật ong nữa là tuyệt vời luôn. Mời cả lớp nằm sấp xuống, nằm sấp xuống, hai tay nắm hai cổ chân, gấp hai cổ chân lên tập cây cung. Thở hết hơi ra, hít sâu vào. Đó, chân nè căng lên, tay nắm chặt chân, lực đối kháng bật cao lên, kéo căng cao lên, hít vào kéo cao lên, từ từ hạ xuống, thở ra. Hai, hít lên, hai lực đối kháng, chân mình thì cố bật cao, tay mình thì nắm chặt chân lại, nâng ngực lên, nâng đùi lên, lúc này chỉ có bụng áp với sàn thôi, yến cân bằng lại yến, nâng chân nâng đùi lên yến cho nó cân bằng giữa đầu với chân lại, hạ xuống thở ra. Ba lên, nâng lên nào, lên. Xuống thở ra. Bốn lên, căng lên. Bài tập này rất tốt cho sinh lý cả nam và nữ. Xuống thở ra. Năm lên, những ngày tới đèn đỏ mình tập những cái bài nằm sấp này rất là tốt luôn. Bung cao lên nào, cao lên, cao lên, cao lên, hạ xuống thở ra. Bây giờ lấy dây kháng lực màu xanh cho nó nhẹ nhàng bớt. Yến cũng đầy đủ đồ nghề rồi hả, giỏi dữ rồi. Dây kháng lực màu xanh là cái dây giãn nhiều nhất.
Rồi nằm sấp xuống đi, cô hướng dẫn nằm sấp xuống luôn em. Không 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 có trồng vậy. À, vẫn là tư thế cây cung nhưng mà nó sẽ giúp mở vai, mở lưng trên rất là nhiều. Rồi nè, đưa dây ra chồng vô hai mũi bàn chân, đưa dây ra sau gấp hai cẳng chân lên ý rồi. Chồng vô hai mũi bàn chân luôn. Rồi, đưa tay ra sau nắm dây. Đưa tay ra sau nắm dây. Không, nắm một tay trước thì nhìn cô nè, nhìn cô đi. Nhìn cô, à, tay phải cô nắm dây nè. Rồi, cô mới xoay tay phải lên nè. Mới đưa tay trái ra sau luôn. Nắm y như tay phải luôn, bung lên. Đó, trở về, bung lên, trở về. Suy nghĩ vào khớp vai và lưng trên. À, hít thở đi. Khi thu về là nghỉ mệt, hít thở. Khi bung lên là thả lỏng thân, bung lên. Thở hết hơi ra. Hít vào, bung lên. Suy nghĩ vào khớp vai, đang mở vai và lưng trên. Đúng rồi, rất tốt, bung cao. Trở về, thở ra. Hai, hít lên, bung cao lên đi nào. Chân chần ra, kéo căng tay vô vai, vô lưng. Thở ra. Nhớ suy nghĩ vào cái chỗ mình cần tập, cần mở là khớp vai và lưng trên. Ba lên, bung chân cao lên, đừng gồng khớp vai lại đi nào, thả lỏng theo. Thả lỏng, thả lỏng, thả lỏng. Thở ra. Bốn lên, bung lên, thêm, 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 thêm. Thở ra, đừng gồng vai lại chăm. Đang mở vai, cố gắng thả lỏng khớp vai. Nắm lên, bung cao, mở vai, mở lưng. Suy nghĩ vô vai Yến ơi, Yến vai vẫn còn gồng. Đừng gồng vai, kéo, 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 kéo. 5, 4, 3, 2, 1. Hạ xuống, thở ra. Hít thở sâu vào. Hít thở sâu. Mỗi buổi tập cô đều có ghi hình lại. Có gì á, cô sẽ gửi đường link à, cho bạn Trâm đi. Bạn Trâm chụp hình nghe bạn Trâm à, coi rồi những cái tư thế á, mình lên thế á, cái là sẽ bấm chụp hình màn hình lại. Cái à, gửi cô gửi cho mấy bạn xem mỗi ngày mình tiến bộ như thế nào, như thế nào, như thế nào. Để mình có động lực. Mình tập chứ để mình tập mình không thấy. Mình tập không biết coi á, là tư thế đó mình làm nó có được không, có đẹp không, rồi nay có tiến bộ hơn không. Lật ngửa người trở ra. Nâng tay chân lên. Vỗ vào nhau, tay này vỗ vào tay kia. Chân này vỗ vào chân kia. Thả lỏng ra. Đỡ bèn. Co hai chân lại nè, co xuống nè, hai tay nắm hai cạnh chân, hai cạnh chân ở ngoài á, rồi kéo cho đầu gối lọt xuống. Lúc này cột sống mình sát ở dưới sàn, cầm thu về ngực để không bị gấp cái cổ, không bị gồng cổ lên. Rồi đạp hai bàn chân vào, đan hai tay lại, kẹp hai bàn chân lại. Hít vào, kéo chân sát vào mặt, thở ra. Hít vào. Rồi tiếp tục kéo chân sát vào mặt mình đang trả cái đốt sống đó, thở ra. Tiếp tục kéo chân sát vào mặt, thở ra. Rồi hít vào, xiết cái bụng lại, bật lên, lăn lưng, thở. Lên, hít vào, thở, massage lưng, hít vào, lên, thở. Hít vào, lên, thở ra. Hít vào, lên, thở ra, hạ đầu xuống. Rồi lăn lưng phải trái, massage chiều ngang cột sống. Hít thở sâu. Nâng tay chân lên, rung 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 rơi từ da. Chậm chậm xoay mặt qua phải. Xoay qua trái. Trả về giữa. Duỗi thẳng cổ, cầm hướng vào ngực, thắt bụng, ép sát thắt lưng xuống.
buông lỏng ra, thư giãn thả lỏng thật sâu, từ ngón chân cho đến đỉnh đầu. Có gấp cỡ nào thì mình cũng phải thư giãn tối thiểu 5 phút, giúp cho cân bằng huyết áp, điều hòa nhịp tim, cơ xương khớp của mình. Nãy giờ kéo căng giãn, bây giờ nó sẽ sắp xếp trở lại vị trí ban đầu. Nằm tập trung vào bài thư giãn, nghe hướng dẫn thư giãn thả lỏng đến đâu, tâm trí tập trung vào đến đó, nghe lời cô dẫn đến đâu, phải điều khiển được tâm trí mình đến đó để bắt cơ thể mình phải thả lỏng ra, phải thả lỏng ra, phải kiểm soát cơ thể bằng tâm trí, không được suy nghĩ ở đâu. À, cuối bài phải thư giãn thật sâu thì cơ thể mình mới khỏe được, mới nạp đầy đủ năng lượng, cân bằng huyết áp, điều hòa nhịp tim, cơ xương khớp của mình. Nãy giờ kéo căng ra, bây giờ là giúp cho nó sắp xếp trở lại. Bài thư giãn rất quan trọng. Bỏ bài thư giãn là cả buổi tập của mình không đạt hiệu quả mà nó còn phản tác dụng nữa. Cho nên lưu ý điều này. Hai chân mở rộng bằng vai. Ngã hai bàn chân ra hai bên. Hai tay xuôi theo thân 45 độ. Lòng bàn tay nữa. Các ngón tay thả lỏng to tự nhiên. Cảm nhận thật sâu và hai bàn chân của tôi đang được thư giãn thả lỏng. Cái ánh đèn lan tỏa lên hai chân. Sự thư giãn và hơi ấm đang lan tỏa lên cổ chân, bắp chân, khớp gối, cơ đùi, khớp háng. Hai chân của tôi đang được thư giãn và hấp dẫn trên hấp dẫn. Tập trung vào đi nào, cảm nhận sâu hơn nữa đi nào. Thả lỏng cơ mông, thả lỏng cơ lưng. Hơi ấm đang lan tỏa vô từng đốt sống lưng. Sự thư giãn và ấm áp đang lan tỏa dọc theo cột sống lưng, lan tỏa vào bên trong nội tạng. Từng cơ quan nội tạng cũng đang được áp dẫn bên áp dẫn. Bụng ngực cũng đang được thư giãn ở tổng hòa. Cùi đầu ngón tay đang áp dẫn bên áp dẫn bên và thư giãn ra. Hơi ấm là sự thư giãn đang lan tỏa lên bàn tay, khuỷu tay, khớp vai, hai cánh tay đang được thư giãn và dọc bên áp dẫn. Tập trung vào cảm nhận sâu hơn nữa đi nào. Cảm nhận sâu và hơi ấm đang lan tỏa lên vai, lên cổ, cơ vai, cơ cổ đang được thư giãn thả lỏng. Đốt sống cổ đang tập dần lên, tập dần lên, cảm nhận sâu vào một cảm giác thật dễ chịu, cùng vai và cổ. Hơi ấm và sự thư giãn lan tỏa lên cằm, lên môi, lên mũi, lên mắt, lên chân mày, lên trán và lên da đầu. Toàn bộ khuôn mặt đang được thư giãn ở đầu. Sự thư giãn đang lan tỏa vào trong não, bộ não đang được thư giãn và thả lỏng. Cảm nhận sâu vào cơ thể và tinh đang được thư giãn thả lỏng. Từ bên trong cho đến các ngón tay, ngón chân, cơ thể,
Từ từ nhúc nhích các ngón tay ngón chân đánh thức cơ thể, nhúc nhích bàn tay bàn chân và nghiêng đầu qua bên phải và qua bên trái, thư giãn thả lỏng cổ đi nào. Hai chân ghé sát hai tay đan, lộn ngược bàn tay ghé căng qua cổ gầm, giữ căng từ ngón chân cho đến ngón tay. Co chân trái đạp bàn chân xuống, nằm nghiêng người qua phải, co tay phải chống đỡ đầu, tay trái chống trước ngực, co gối và hai tay đỡ người, từ từ ngồi lên. Đưa hai tay lên massage cổ, mắt khép lại cảm nhận sau vừa xoa bớt massage, cảm giác thật là dễ chịu. Xuống vai, co bớt ở đâu tâm trí tập trung vào cảm nhận sâu ở đó. Xuống tay, dần xuống hai tay, hai chân, thả lỏng toàn bộ khuôn mặt ra. Cổ nhẹ, bàn tay hơi cong lại, hơi cong lại, úp lại, cổ rồi. Nắm tay lại, đưa ra sau, cách xa hai quả thận, hai quả thận ở hai bên đây, nắm tay lại và mát xa vào. Những lúc mình nghe ê ẩm lưng đau lưng, nắm nắm tay lại mát xa chứ không được vỗ vô, không được vỗ, không được đánh vô lưng nha, tổn thương hai quả thận, tổn thương cột sống. Mời cả lớp nghỉ, chúc cả lớp luôn luôn khỏe, vui khỏe, trẻ, sống tích cực ha. Yến ơi, mở micro lên Yến ơi, tập được không Yến ơi? Dạ được cô ạ. Tập cảm Dạ nhận sao, đầu sao nặng hay nhẹ? lâu rồi không tập yoga là thấy hơi nặng một tí đấy ạ. À, có cần Hơi phải cứng người, hơi có cần cứng phải người đấy nhẹ chứ không xuống phải không? nặng. Không cần đâu cô. À Em chỉ thấy hơi cứng người thôi. à với lại Chứ khúc đầu con cái làm mất tập trung. con cái đi học, ông chồng đi ra cứ nhờ nọ nhờ kia. Đó cho nên là cô nhìn là cũng thấy mất tập trung. Dạ. Dạ Cô hô đồ hiểu không? ạ. Cô hô đồ hiểu không? Nhưng À mà lâu kiểu không tập nên là người nó không còn dẻo. Thì bình à thường em vẫn tập
Tập gym, tập ấy, ngày nào em cũng tập, nhưng mà lâu À. rồi không tập yoga. À. Phải mấy tháng rồi, bỏ mấy tháng rồi không tập. Cô hô quá, có Cả nhanh năm quá hay có chậm quá gì hay không? ạ. Không cô ạ. Vừa ha. Em học được, dạ. À. Học vừa phải. Chỉ có À. điều là người em nó hơi cảm nhận là cái cơ nó bắt đầu nó cứng lại thì mình ấy Từ từ thôi, chứ trước em, tôi cũng không chỉ cứng như cần một vậy tuần đâu. lễ 10 bữa là em bắt nhịp lại. Dạ, trước em Mình không đã cứng thế đâu, nhưng mà đợt này tự nhiên em thấy có em tập tập là em thấy cứng đấy. rồi. Ừ. Tại vì á, Dạ. mình đã có tập rồi nhưng mà mình nghĩ Dạ. cơ mình nó co lại, nhưng mà em á, sẽ tập chừng 10 bữa là nó sẽ mềm dẻo, nó giãn ra, Dạ. nó sẽ nhanh hơn những Dạ. bạn mà chưa từng tập đó. Là tập Dạ. là nó sẽ cần thời gian lâu hơn, còn mình do là Bình mình thường ngưng tập. ngày trước em tập là bình thường cơ thể em là không khỏe nhưng mà là dẻo. À Tại vì em tập handstand là em khó lên lắm, bởi vì à cái cơ thể, cái tay mình nó yếu. Thế à nhưng tập yoga thì lại cái đấy thì nó cần cơ thể mình nó phải cứng một tí à thì lại lên là dễ hơn là như em là dẻo hơn. Thế nhưng mà giờ em dẻo không là tập em biết tập sao không, dẻo handstand là nữa. do các cái liên kết với nhau á nó yếu, cho nên nó dẻo. Cho nên Vâng. là lợi thế về những cái tư thế uốn éo hơn, nhưng mà về thể lực, về cho cái chắc Thể lực đi lễ. cơ thì là không có. Với cả là khi em tập tay, khi mình yếu thì lên tay bắt đầu về, bắt đầu nó mỏi. Nhưng mà em tìm hiểu thì nó cũng không tốt cho cổ tay em ấy. Tập những cái đấy em thì chỉ thích là muốn là bình thường em cũng tập, không phải tập gym mà em tập kháng lực. Thì em muốn tập yoga thêm để cho nó kiểu mình giãn xương, giãn cốt ra. Chứ còn tập như kia thì em tập, em làm neo, em làm mi các thứ ấy, cái cổ tay em nó có, nếu mà về lâu về dài nó không tốt cho cổ tay thì cái nghề của mình nó ảnh hưởng đến cái nghề của mình. Đúng đúng đó rồi, em làm nghề nail phải không? Đúng rồi, À, nên cô là đang kèm một bạn ở New York cũng làm nghề nail, là bị bệnh đấy nghề thì lại đó. cần là yoga để cho nó giãn xương cốt ra, rồi Đúng rồi. cái bàn cổ tay bọn em làm nhiều. Thế em tập handstand được khoảng nửa năm ấy Đúng rồi, thì bắt mình đầu phải em cảm thấy tập em mỏi lắm. cái đúng rồi. Em mỏi cái tay trước các thứ, mà cái lớp em tập một nhóm yoga đi nhiều lắm, cứ đi học cái nọ cái kia. Thế nhưng mà về sau em nghỉ, em không tập. À. Em thấy bản thân em là cái cổ tay em nó không cứng, em vẫn Mà trong lên khi được cái nhưng nghề của mà không mình, không cái lên nghề được của lâu. em là sau này sẽ nhức mỏi, Lại sẽ nhức mỏi ở đúng đây. rồi, cần cần là cái cổ tay mình là tốt thì tập yoga với là tốt, còn nếu mà cứ dùng cái cổ tay nhiều thì em thấy là nó không không tốt cho em ấy. À. Chứ các bạn khác thì vẫn vai tờ vẫn đi tiếp cái À. những cái lớp đấy. Em bảo là em muốn tập cho khỏe thôi, Đúng rồi, em về mình em phải tập biết cho khỏe thôi. là mình cần cái gì. Mình Đúng à, rồi. công việc của mình đòi hỏi mình phải cần luyện cái gì cho nó phù hợp. Dạ. Chứ cái nghề mình mà mình lại còn đi tập xong rồi về mỏi không làm được nữa thì tập làm gì? Tập cho cuộc sống mình thôi. Bây giờ như em thì cũng đến cái tuổi là mình muốn cho cái máu huyết lưu thông, rồi cái cơ mình nó giãn ra đúng không? Chứ còn không phải trẻ để mà theo chúng nó nữa. Với lại á, là cái nghề nghiệp của em là ngồi hay bị cụp xuống vậy nè, hay ngồi bị khom Dạ, xuống đúng để rồi, cái làm. cổ Ừ. đây. Cho nên là vai gáy nó sẽ lâu ngày nó sẽ Đúng bị rồi. thoái hóa, cho nên là em đi yoga em mở ra là đúng bài, em thấy Đúng yoga rồi. là rất là đúng bài, cho nên nó là em là không cần phải nâng cao, phải ép sát, Không, em không ép. phải chỉ Dạ. duy trì cho nó khỏe và nó cứ Khỏe. trì khỏe mãi thôi, chứ đừng có bị Đúng rồi. xuống cấp á, đừng có bị xuống cấp á Dạ. là Đúng ok. rồi. Cái nghề của bọn em là sau này cái cổ vai gáy này, cái phần này với cái cổ tay là sẽ bị bệnh đấy. Nhiều người già tầm hơn 50 mà vẫn ngồi làm là vẫn bị bệnh, là bắt đầu những cái chỗ này này tê tay tê riết các thứ là có đấy. Đúng rồi, mình Nên phải là mình khi mà em vẫn bảo với mọi người là phải tập tập yoga như của em ấy. Ngày xưa em theo cái cô bé này, cô cũng ở bên này, cô đầu tiên của em đấy. Sau đến thì Covid thì em nghỉ, nhưng mà cô đấy dạy rất là nhẹ nhàng cũng như cô thôi, nhưng mà đúng lại là nó không theo cái chiều hướng là phải ép mình mạnh quá như các cô tiếp theo em học ấy. Thôi, em cứ học được 6 tháng
Có thể khi mình tập cái cô kia thì cái khi tập xong cái cơ thể mình, cái đầu mình nó rất là thư giãn. Con bé đấy nó đi nó rất là cũng tập mạnh nhưng mà nó lại rất là thư giãn, xong rồi từ hồi đấy lại nó có những cái buổi, ví dụ có những hôm mà không học thì nó cho nửa tiếng ngồi thiền. Thế tự nhiên mình học, ngày xưa mình nóng tính, mình đủ kiểu kiểu mình nhanh nhạy các thứ, nhưng mà khi mình học con bé đấy mình biết cách kiềm chế cảm xúc rồi, nó rất là đầu óc nó rất là thoải mái. Thì bắt đầu đi theo các cô mà kiểu handstand các thứ hay rồi các thứ rồi em không cảm nhận được cái gì cả, em học xong về em cứ căng thẳng, nó về nó đầu nó còn buổi tối đi ngủ nó căng thẳng lắm, nó không kiểu mình cứ dồn hết sức vào ấy. Ở kia nó đi đi như cô rất là nhẹ nhàng, xong rồi thư giãn, xong rồi nói chung ok lắm. Vâng. Thế nên là chỉ duy trì với mức khỏe thôi. Còn thực ra em cũng tập kháng lực. Em có giờ tập kháng lực của em buổi tập buổi chiều, tối Việt Nam là tập trưa đấy. Là bây giờ em nghỉ buổi trưa, bao giờ em nghỉ 1 tiếng để ăn uống, thì thường là em ăn trước đấy đi, xong rồi em đi làm 1 tí là em tập kháng lực. Kháng lực là Thì sao? Em cũng tập sao? em tập như về thắt eo này, rồi về phần bụng, về thắt eo, về ấy thôi, cũng nhẹ nhàng Là thôi. cô dạy Pilates nè, Pilates thảm nè. Dạ. Hôm Dạ. nào nếu mà học bên kia xong rồi á, muốn học thử với cô về Pilates để gọt dáng á. Dạ. Là Đấy mình em cũng học một cô ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Cô đấy dạy hay lắm. Mà không quá sức mà cũng nghĩa là về em mới học được 2 tháng thôi, nhưng em cảm giác cái cơ thể em nó trước em tập một cái cô Vi Zalo à. Cái cô đấy chuyên về mông với lại tập về cardio. Nặng quá. mệt Thế là tim em lắm, nghỉ. radio mệt tim lắm. Mệt nhưng mà nó không, nó chỉ không không cảm giác nó về dáng được. Nhưng khi tập cô này được 2 tháng thì cảm giác như khi em đẻ thì 3 đứa rồi, nên cái cơ bụng mình nó bị tách ấy. Người nó cứ vuông vuông, nhưng bắt đầu tập cô này thì bắt đầu nó chưa xuống hẳn, nhưng mà em cảm thấy nó bắt đầu nó xuống. Em Nó có có gì em lên mông mạng em phần ở nghiên đây. cứu thử Pilates thảm là gì, là cô có kèm cái đó đó, cô kèm cái đó. Dạ, thế ạ. Thế là một ngày em học 2 giờ đấy, 1 giờ cho cô để cho nó giãn cơ, 1 giờ đã học tập kháng lực Cái Pilates thảm đấy. là nó nằm giữa của gym và yoga, giữa Dạ. gym và yoga. Gym á thì nó mạnh quá, nó cô Mạnh gọi quá. cô gọi là lao lực á, lao 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 lực khổ sai á. Lao động khổ Dạ. sai á. Đó, còn Dạ. còn yoga là những người người ta không thích á, không thích cái kiểu mà chậm chậm buồn buồn, với lại người ta nghĩ rằng á nó không có vô cơ, thì Đúng Pilates là rồi. đi thẳng vô nhóm cơ. Ví dụ như Đấy. bụng mình bị tách ra, mình muốn thu về, siết nó về là Pilates. Rồi muốn thu thu lại cái bụng mà xương chậu á, cơ đáy chậu của mình sanh đẻ Dạ. nó bị nở á, nó bị Dạ. rộng là cũng Pilates sẽ thu lại. Nói chung là Dạ. Pilates, ví dụ như em bị bắp tay, bị mỡ lưng, bị mỡ Dạ. bụng, là nó đi thẳng vô cái nhóm cơ, là cô đang Dạ, kèm. cô này cô dạy như vậy nhưng mà cô lại nửa tiếng đầu là cô cho tập Tabata, có nghĩa là cũng tập mạnh, cũng cũng nhảy một chút xíu thôi, nhưng nửa tiếng sau là cô cho bắt đầu tập về nhóm cơ, cũng ngày cũng từ thứ hai Cái đến thứ đó vậy bảy. là fit rồi, cái đó là bên fit. Còn cô là Pilates Dạ thảm. Em mà dạ bỏ lên Pilates là ở châu Âu á, người ta là cái môn đó là cao cấp, môn đó là cao cấp dạ của giới ngôi sao đồ đó. Bây giờ dạ nó đang thịnh hành ở Việt Nam. Dạ. Dạ. Pilates như vậy Để em tìm là hiểu. em tìm hiểu đi, nó tập sẽ là thoải mái dễ chịu hơn là em tập Tabata khúc đầu nửa tiếng đầu của cô đó. Còn Tabata Dạ. là nó sẽ liên tục làm cho em thở, liên tục thở gấp, thở Vâng. thở mệt tim á, thở nhồi mệt Đúng tim luôn, rồi. tại vì Tabata tập nhanh Dạ. mà, tập nhanh đó. Dạ. Rồi 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 thể lực. Còn bên đây Dạ. là tập trung vô thẳng nhóm cơ luôn, siết nhóm cơ lại. Dạ. Rồi. Cho nên Dạ. là tập dù là em nghe nó nặng vô nhóm cơ nhưng tim mạch của em vẫn ổn định, nó không bị mệt tim. Dạ. Dạ. Nó gần giống Ok cô. yoga rồi đó. Dạ. Dạ. Khi nào hết Cảm thì ơn cô nhé. nha. Rồi, mai gặp lại nha. Dạ. Dạ, mai sẽ gặp cô. Rồi, chào em. Bye cô.